Theo hợp đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản Tiến Thịnh sẽ thu mua với giá 15.000 đồng 1 kg đối với mãng cầu loại 1, 9.000 đồng 1 kg đối với mãng cầu loại 2. Bình quân cao hơn giá thị trường bên ngoài từ 2 đến 3.000 đồng 1 kg. Tiền thu mua sản phẩm sẽ được công ty thanh toán cho các nhà vườn vào thứ tư hàng tuần. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp Hậu Giang, toàn tỉnh có hơn 700 hecta trồng mãng cầu xiêm, trong đó huyện Phụng Hiệp có gần 300 hecta trồng mãng cầu xiêm bằng hạt. Có thể nói, hiện nay mãng cầu xiêm không những góp phần cải thiện đời sống kinh tế của người dân địa phương mà còn mở ra thêm sự lựa chọn để chuyển đổi cho những diện tích vườn tạp, cây trồng kém hiệu quả ở những vùng trũng, nhiễm phèn, mặn của Hậu Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.